Hello mấy chế, em vừa like bên kia bị bắn ra, em vô lại đó mấy chế ơi. Trời ơi, cái mệt quá, like nữa rồi nó cũng bị bắn ra nữa đó mấy chế. Chán ghê à. Cái lưỡi nó đau mà đang like mà nó bắn ra là bằng được, cũng khổ. Mấy chế ơi, chia sẻ giùm em đi, sao tôi nản đời quá. Cái lưỡi em nó đau, em khó chịu rồi mà còn gặp nữa. Hello mấy chế ơi, mấy chế chia sẻ giùm em đi. Dạ trời ơi, nản quá. Chia sẻ giùm em đi mấy chế ơi. Trời ơi, mới vừa vô live bị bắn là sao? Cái cặp này hả em? Ok em. Khổ lắm luôn á. Không đau mà còn gặp nữa là không vui rồi đó. Đây, cái cặp này em mua chế hôm nay chị bán với em với cái giá 500 khoai, bao hàng cho em luôn. Trời ơi, ở ngoài chợ em nói thiệt cái này cả ngàn á em ơi, hàng bao đẹp. Còn có một cá đẹp quá, chế chân nó đẹp lắm. Hàng bên chế em có mua rồi mà, chứ anh em chắc cũng biết cái nào là giá, là giá không bao giờ có cái vụ mà trên lệch. Đấy em yêu, chính chính trang này như mua bên em rồi nè, đó. Em mua bên chị rồi phải không? Đó, cái cặp này nè, em muốn coi phải không? Đó. Với cái giá chỉ với 500 khoai thì em ơi, bên chém 1.000 miễn cước á. Mới là bên trang, mới là bên Facebook xong bị bắn đâu đó em ơi.